Dạ bạch thầy, dạ em cho con xin nêu lại cái chiều hôm qua là cái trường hợp con có chia sẻ, con có trích dẫn cái lời giảng của Ngài Hộ Pháp về cái người mà thọ Bát Quan Trai Giới á, thì Ngài có giảng là chủ yếu là phải thọ ngũ giới. Nếu mà không thọ được ngũ giới mà phạm vào thì sẽ bị tội. Còn ba giới còn lại thì nếu thọ được thì sẽ có phước. Còn nếu mà không thọ được thì cũng không sao. Dạ, thì cái lời giảng của Ngài là khi đó là con được nghe là Ngài đang giảng cho hàng cư sĩ chúng con. Thì hôm qua là con có trích dẫn cái lời giảng của Ngài. Nhưng mà trong cái tình huống là đối với những bậc xuất gia, dù là xuất gia gieo duyên, thì con nghĩ là khi mà đã phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới thì phải giữ đầy đủ và kỹ lưỡng. Tại vì khi mà Ngài giảng đó đó là Ngài cũng hướng dẫn cho hàng Phật tử á, cái khi mà thọ Bát Quan Trai Giới mà có lỡ mà bị phạm vào những giới phía sau á, ba giới sau cùng á, thì cũng đừng quá phân vân áy náy, nghĩ mình là không có giữ được ba giới sau đó thì mình đang phạm tội, thì sẽ bị phân vân nghi hoặc, tâm sẽ bất an. Cho nên Ngài có giảng thêm như vậy. Dạ, chứ còn bây giờ chúng con đang là những cái vị mà đang ở trong cái khóa xuất gia gieo duyên, thì con nghĩ khi đã thọ Bát Quan Trai Giới là phải giữ đầy đủ và kỹ lưỡng, chứ không có thể lơ là để có thể phạm vào ba cái giới sau. Dạ, con xin chia sẻ lại như vậy cho được đầy đủ và chu đáo hơn ạ. Thì theo thầy là nếu xuất gia gieo duyên, tuy là xuất gia gieo duyên nhưng mà để cho trong sạch á, thì trong thời gian ngắn 7 ngày thì nên giữ cho thật là trong sạch. Nói chung là như vậy là tốt. Còn trong cái trường hợp mà bất đắc dĩ vì cái lý do gì đó mà bị phạm giới á, thì không sao. Nói cái phạm giới á, là nó có hai trường hợp. Một là vì bất đắc dĩ phạm giới là khác, mà mình cố ý phạm giới xem thường giới là khác. Hai trường nó khác nhau. Đó, khi nào mà mình xem thường giới hay là mình cố ý phạm giới cái gì đó đó thì cái đó nó mới là không không đúng. Chứ còn nếu mà vì bất đắc dĩ mình phạm á, thì mình sám hối thôi, cho đâu có sao. Cho nên cái việc đó đó là cũng không nên quá quan tâm. Bây giờ theo thầy thì cái quan tâm chính yếu mà trong cái khóa tu giao duyên này là thầy muốn là mọi người trải nghiệm được cái chánh niệm chánh giác, cái đó là cái chính. Làm sao mà trải nghiệm được cái chánh niệm chánh giác một cách đúng đắn á? Bởi vì có thể nói rằng là xưa nay theo thầy thấy là hầu hết là người ta cố gắng chánh niệm chánh giác rất là nhiều, nhưng mà không đúng. Cái chánh niệm tỉnh giác đó là một chánh niệm tỉnh giác kiểu chủ quan để mong cầu cái gì đó, chứ không phải chánh niệm tỉnh giác là tròn vẹn để rõ biết cái thực tại đang là. Đó. Mà cái thực tại đang là đó mới thực sự là quan trọng. Thì mình là nhiều khi là mình lại cố tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là mong cầu một cái gì ở tương lai. Để đạt được một cái gì ở tương lai. Cái này thì thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần.
cái chính yếu là mình làm sao mà trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác, đó là cái điểm chính. Còn những cái khác á, thì mình đang xuất gia thì cái quy định thế nào thì mình cứ làm thế đấy. Ví dụ như mình thọ giới gì thì mình cứ giữ giới đó, mặc y thế nào thì mình mặc như vậy, là cái chuyện đó thì nó mang tính kỷ luật hay là tổ chức. Còn cái chính yếu, cái cốt lõi của sự chính yếu là làm thế nào mà mình có thể thực hiện được cái trọn vẹn rõ biết trong đời sống tu tập, để sau này á, bởi vì cái chính cái mục đích của thầy á là để sau này sau cái khóa tu á, là mình trở về nhà mình có thể là thực hành một cách dễ dàng thoải mái, không còn lo nghĩ là mình làm sai cái gì nữa. Đó, đại khái là như vậy. Cho nên là cái quan trọng là trong trong toàn bộ cái sinh hoạt ở đây, từ khi mình thức dậy cho đến khi mình đi ngủ lại, thì làm sao mà mình thường trọn vẹn rõ biết trong tất cả mọi cái hoạt động đời sống hàng ngày của mình, thì mình thường trọn vẹn rõ biết, đó là cái chính. Còn một vài cái mà khác á, thì đừng quá quan tâm. Đừng quá quan tâm, ví dụ như đừng quan tâm là người này sai, người kia như vậy có đúng hay không, cái gì á, đừng quan tâm mấy cái chuyện bên ngoài đó. Kể cả ăn uống, nhà bếp có nấu gì mà không vừa ý mình, nhà bếp thì cứ hết lòng nấu thôi, còn nhiều khi là không vừa ý mình. Thì cũng không sao, đừng có quan tâm mấy cái chuyện đó, hoặc là chỗ ở, cái gì đó, thì mình đừng quan tâm những chỗ đó. Cái quan tâm chính yếu là mình làm sao mà từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ trở lại á, thì là mình biết cách chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn. Cái đó mới là quan trọng. Còn sau một cái khóa tu xong rồi về, mình cũng không làm gì được hết. Mình về đời sống lại một cái thì mình vẫn bị đời sống chi phối cho mình không trọn vẹn với chính mình. Hồi sáng nay có một Phật tử hỏi thầy, cái gia đình, cái Phật tử này muốn quy y cả gia đình, vì cũng đã từng nghe pháp của thầy rồi, cả nhà, cả vợ chồng và hai đứa con đều là nghe pháp của thầy, ngày mai đến quy y. Thì sáng nay cái anh Phật tử đó, anh hỏi thầy là mình làm sao mà sống trong đời sống mà mình có thể cô đơn hoàn toàn để có thể trọn vẹn với chính mình. Bởi vì trong đời sống là mình cứ bị chi phối bởi chuyện này, bởi chi phối bởi chuyện khác. Đó, những người chung quanh, rồi người này thế này, người kia thế kia, đủ thứ. Thì mình làm sao mà trong đời sống mình có thể trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác được. Thì thầy mới trả lời là thực ra bây giờ mình sống trong, mình vào đây thì có mấy chục người, thì ăn như thế nào, ở như thế nào, những hoạt động như thế nào, thì cái đó là do ban tổ chức họ đưa ra rồi, thì mình đã chấp nhận vô đây thì nhập gia tùy tục, tức là mình cứ ban tổ chức đưa ra làm sao mình cứ làm đấy, thế thôi. Chuyện đó là chuyện nó mang tính chất bên ngoài. Còn cái mục đích riêng của thầy á, mục đích riêng của thầy là như thầy đã nói đó, làm sao mà mọi người giống như cái anh đã nói đó, tuy là mình có hai mươi mấy người, nhưng làm sao mà mình vẫn luôn luôn là cô đơn một mình, tức là mình chỉ cô đơn một mình thôi, tức là mình chỉ biết rõ là mình đang như thế nào thôi. Còn người kia, thí dụ mình quét đàng hoàng như người kia quét không đàng hoàng là mình nhìn qua là mình bực mình đàng hoàng vậy. Không quan tâm chuyện cái người bên đó họ quét sao đó, họ quét, mình chỉ lo quét và biết tâm mình ra làm sao, biết mình đang hoạt động ra làm sao, làm những gì vậy thôi. Thì cái khi mà mình hoàn toàn một cái chánh niệm tỉnh giác á, tức là hoàn toàn trở về tròn vẹn tỉnh thức đấy mình á, thì lúc đó là đúng nghĩa là cô đơn theo nghĩa là hoàn toàn độc lập tự do. Không phải cô đơn theo nghĩa ở đời là không có ai bạn bè, không phải vậy. Mà cô đơn tức là mình trở về gọi là thối tàng ư mật,
tức là mình trở về trọn vẹn với mình, rõ biết mình. Và nếu mình làm được cái chuyện đó đó, khi mình ở trong xã hội với đông người, trong cái công ty hay là trong cái gì đó, xí nghiệp hay là trong tập thể nào đó, mà mình vẫn là sống ở trong vậy mà mình vẫn trọn vẹn với mình. Nhưng mà có nhiều người họ bực mình làm sao? Cái người bên cạnh sao làm như vậy? Người kia sao làm như kia? Tại sao mình làm mà rồi mình không được hưởng cái quyền lợi? Mình cứ toàn nghĩ đến chuyện đó thôi. Và mình quên rằng là quan trọng là mình rõ biết mình đó. Quan trọng rõ biết mình đó. Có thể mình thua hết, mình mất hết mọi thứ. Mình thua thiệt hết mọi thứ. Nhưng mà mình rõ biết chính mình đó, thì đó là một cái phần thưởng rất là lớn trên con đường giác ngộ giải thoát. Nhờ đó đó, mình đừng quan tâm đến những chuyện khác nhiều quá, mà mình chỉ cần là trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác rồi. Khi mà mình giả sử, đây là thầy nói giả sử nghe, giả sử một người vì ở đời thì ăn bữa chiều, bây giờ vô đây cái quên cái đói bụng cái lấy cái bánh ăn, thì như vậy coi như là phạm giới đó. Nhưng mà nếu mà cũng đừng quan tâm đến cái chuyện đó, quan tâm là lúc đó mình vẫn rõ biết mình. Đó, quan tâm là mình lúc đó vẫn biết rõ mình là như vậy như kia gì đó, thì mình thấy cái thấy rõ đó là quan trọng hơn. Đó. Nhiều khi mình cố giữ cái cho đúng, nhưng mà mình lại là quên cái chuyện là rõ biết. Mình chỉ muốn giữ cho đúng cái giới hay cái gì đó thôi, mình không quan tâm đến, không biết đánh mất cái mà mình rõ biết chính mình á, thì cái đó là mình cũng sai lầm. Cho nên á, bởi vì như thế này, khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó là mình hoàn toàn là đầy đủ giới định tuệ. Bây giờ khi mình đang làm gì đó mà mình hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn rõ biết, thì lúc đó là đầy đủ giới định tuệ. Đó. Bây giờ khi mà ông Angulimala ông giết người, nhưng đến khi Đức Phật Ngài nói dừng lại, và ông đã ngộ ra được cái chỗ dừng lại đó là cái gì á, thì ngay cái lúc mà ông ngộ ra cái dừng lại đó là cái gì á, thì ông đã hoàn toàn là đầy đủ giới định tuệ. Mặc dù đã giết 99 người, nhưng mà ngay cái lúc mà ông nhận ra được cái tròn vẹn tỉnh thức trong cái đang là mà Đức Phật Ngài chỉ đó, thì ông mới thấy ra, thì ngay cái chỗ mà ông đang tròn vẹn thấy đó là đầy đủ giới định tuệ. Cho nên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tinh tấn á, là giới rồi, chánh niệm là định rồi, và tỉnh giác là tuệ rồi. Nên trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, là nó đã đầy đủ giới định tuệ. Đó. Có thể là người đó là một cư sĩ, có như ông Angulimala thì ông không có biết tam quy ngũ giới gì cả, ông chỉ là giết người và Đức Phật Ngài nói thì ông ngộ ra thôi. Còn giả sử như là một người đó là cư sĩ, hay là người đó là một sa di, hay tu nữ, hay là tỳ kheo gì đó. Nhưng mà bây giờ tỳ kheo thì giữ tới 200 mấy chục giới. Sa di thì 10 mấy giới, 30 giới, hay là 105 giới. Tu nữ thì 8 giới chẳng hạn vậy. Nhưng mà người nào tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì người đó giác ngộ. Còn người nào mà chưa đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, cho dù giữ ngàn giới cũng vẫn chưa giác ngộ. Chẳng phải là ai giữ giới nhiều hơn là người đó sẽ giác ngộ hơn đâu, không phải vậy, mà là cái người đó có tròn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không, vì cái đó là cái cốt lõi đó. Ông Yassa đó, ông cũng ăn chơi. Nhưng mà khi ông chán rồi ông đi ra, Đức Phật nói một câu là ông chứng ngộ Tu Đà Hoàn liền. Đó.
Năm vị kiều Trần Như thì là tu theo ngoại đạo, tu khổ hành, nó đâu không có đủ, không có đúng vào đâu hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói là cũng giác ngộ A-la-hán. Tức là cái khi mà mình đã thực sự trọn vẹn, trở về với cái thực tại 100%, không còn có một cái ảo tưởng gì nữa đó, thì lúc đó là hoàn toàn đầy đủ giới định tuệ. Cho nên á, mình cái điều này á, thầy muốn nhấn mạnh cái điều này để cho thấy là cái tầm quan trọng của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là cái trở về trọn vẹn rõ biết chính mình, là nó cái giá trị tuyệt đối của nó như thế nào. Đó. Do đó mà mình đừng quan tâm tới nhiều những cái bên ngoài, mà cứ lo là mọi người cứ lo là làm sao mà mình là làm gì cũng rõ biết đấy. Thân cũng vậy, thọ cũng vậy, tâm cũng vậy, pháp cũng vậy, đều là trọn vẹn rõ biết thôi. Cái đó mới là cái chính mà mình phải bỏ đi 10 ngày để mà đến chùa, để mà thực hành, thì phải làm cái làm sao mà có thể là thấy được cái điều đó, để sau này mình về là mình sẽ thực hành một cách rất là thoải mái và lúc nào cũng trọn vẹn đầy đủ giới định tuệ ở trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó.